Thưa quý vị, câu lạc bộ Becasmec Bình Dương trước vòng đấu 11 thì đã 4 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Điều này thì buộc đội bóng này phải có những sự thay đổi. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng, thay cho ông Đặng Trần Trình chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật. Và ngay sau giữ chức vụ này thì huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn cũng đã làm một việc đầu tiên, đó là đăng ký bổ sung trợ lý Huỳnh Kessler Anvet làm cầu thủ, một người năm nay đã 41 tuổi. 41 tuổi, Huỳnh Kessler Anvet giờ giữ hai cương vị, trợ lý huấn luyện viên và cả cầu thủ. Ở trận đấu với câu lạc bộ Viettel, Kessler được đăng ký và khởi động cùng các cầu thủ dự bị. Không những vậy, phút 85, khi Becamex Bình Dương đang dẫn trước chủ nhà câu lạc bộ Viettel 1-0, Huỳnh Kessler Anvet được đưa vào sân và chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu tại V-League. Tại các cầu thủ ngoại trên hàng công tôi chơi chưa được tốt lắm. Thứ nhất là thứ hai là Kessler quay trở lại thì trong thời điểm này chúng tôi bị chấn thương rất là nhiều. Và Tiến Linh rồi Trọng Huy, chúng tôi 35 cầu thủ mà chấn thương hết mười mấy cầu thủ mà đi ra đăng ký chỉ được đúng 20 người trong tập luyện vừa rồi thì và tính tính chuyên nghiệp của Kessler thì tôi nhận thấy là anh cũng có thể là giúp được đội bóng trong thời điểm nào và cũng có thể là một truyền được kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ trong những lúc khó khăn như những trận đấu vừa hiện nay. Trước khi đăng ký Kessler làm cầu thủ, Becamex Bình Dương mới chỉ ghi 11 bàn kể từ đầu mùa giải. Hàng công thiếu sắc bén khiến đội bóng lâm vào bế tắc, thi đấu thiếu hiệu quả. Lần gần nhất Huỳnh Kessler ra sân tại V-League là từ năm 2018 trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang làm công tác huấn luyện. Huỳnh Kessler Anvet từng cùng câu lạc bộ Becamex Bình Dương vô địch V-League 3 lần vào các năm 2007, 2008 và 2014.